Today I will visit the house of a special friend, the turtle Sulcata. Sulcata là loài mèo cạn lớn thứ ba trên thế giới, phân bổ chủ yếu ở phía nam sa mạc Sahara. Một chú rùa Sulcata trưởng thành có thể đạt kích thước lên đến 83cm và cân nặng 105kg. Đây là một loài vật rất hiền lành và thân thiện. Thức ăn chủ yếu của Sulcata là rau cỏ và một số loại trái cây. Tuổi thọ của một chú rùa Sulcata có thể lên đến hơn 75 năm. Hãy theo dõi kênh Quán and Friends Channel để gặp gỡ thêm nhiều người bạn dễ thương tiếp theo nhé. See you!